Xin chào đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Touring BH Contour, một dòng xe đạp cái thương hiệu rất là nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xe lâu năm, với thương hiệu đến từ Tây Ban Nha và đã nổi tiếng trên toàn thế giới về những chiếc xe đạp thuộc cái thương hiệu này. Xe thì được sử dụng khung là khung nhôm, càng trước càng sau carbon, bộ đề chuyển động Chronolotia gỡ ra và một đĩa đạp bánh 700cc. Toàn bộ phần khung trên của chiếc xe thì các bác có thể thấy trên hình là nhôm, nước sơn là nguyên bản. Thì đến càng sau là carbon, sau carbon và càng trước cũng là carbon luôn. Xe thì có cái độ nhẹ nó tương đối là tốt, nó chỉ khoảng chục cân, hơn chục cân một chút. Bánh 700cc, đồ Tiagra với 8 tầng líp và một đĩa đạp. Cái đạp này nó có lato ngoài, lato chắn quấn vào quần này, là bằng kim loại các bác nhé. Rất là chắc chắn, rất là đẹp. Phanh ba mảnh xô ra. Đến phần khí động của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ tay phanh cơ của Shimano Lesut. Thì cái dòng Lesut này nó là dòng riêng của dòng Touring. Thì như các bác biết là dòng Shimano thì nó có 3 dòng chính, là dòng của xe đua này, dòng của xe địa hình và dòng của Touring. Thì các bác có thể kiểm tra thêm trên Google về các dòng các đời và các dòng Shimano. Còn đây là Lesut, dòng của Touring. Và bộ tay bấm Shimano 8 speed, tay bấm đầy mới, sử dụng rất là nhẹ nhàng, sướng, rất là mềm. Là phần mayer rất là ngon, mayer 105. Mayer trước sau đều Shimano 105. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 53cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m65-66 đến khoảng 1m75-76 thì kiểu phù hợp. Em vừa đánh giá nhanh qua các bác cho các bác qua chiếc xe đạp Touring BH Contour, một dòng xe đạp Touring của Tây Ban Nha, được trang bị 8 tầng líp, một tầng đĩa và khung nhôm, càng hai bên là carbon, đang bán tại cả mức giá chỉ có là 12.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.